Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tiếng Việt. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy con học tiểu học nhé. Hôm nay cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1. Viết Trang 134. Đề bài: Viết 3-4 câu về tình cảm của em đối với người thân hoặc bạn bè, trong đó có sử dụng các động từ thể hiện tình cảm, cảm xúc. Bài làm: Mẹ là người mà em yêu quý nhất trong gia đình. Năm nay mẹ đã ngoài 30 tuổi, nhưng trông mẹ còn trẻ lắm. Ai cũng khen mẹ đẹp. Trên khuôn mặt dịu hiền của mẹ luôn nở nụ cười ấm áp mỗi khi nhìn em đôi mắt mẹ sáng ngời như vì sao trên bầu trời cao mẹ rất dịu dàng lại đảm đang mọi công việc trong nhà đều do mẹ quán xuyến mẹ làm mọi việc để chăm lo cho bố con em đôi bàn tay của mẹ nhỏ nhắn nhưng lại làm ra những món ăn ngon nhất trên đời mẹ nấu cơm dọn dẹp nhà cửa và dạy em học bài mỗi lần em bị ốm Mẹ đều lo lắng, chăm nom, em rất biết ơn và yêu thương mẹ. Em hứa sẽ học tập thật chăm chỉ để không phụ lòng mong mỏi của mẹ. Đoạn văn thứ hai, người vất vả nhất trong gia đình là bố em, vì làm công việc nặng nhọc nên nước da bố em ngăm đen và bàn tay có nhiều vết chai sạn. Là người đàn ông cao lớn nhưng bố luôn nói chuyện nhẹ nhàng với mẹ con em và ân cần dạy em học bài bố là công nhân trong khu công nghiệp bố đi làm từ sáng sớm đến chiều mới về khi ở nhà việc nặng việc nhẹ đều do bố đảm nhiệm hết bố em là người ít nói nhưng luôn dành cho em tình yêu thương vô bờ bến vì vậy trong trái tim em bố luôn giữ một vị trí đặc biệt bố là thần tượng là thần tượng là niềm tự hào của em. Em yêu bố rất nhiều và mong bố luôn khỏe mạnh để bảo vệ gia đình em. Đoạn văn thứ ba. Trong gia đình, em yêu bà nội nhất. Năm nay bà đã 73 tuổi. Tuy sức khỏe bà yếu đi nhưng bà vẫn rất minh mẫn và nhanh nhẹn. Hàng ngày, bà chính là người chăm sóc em từ khi em mới lọt lòng. Bà luôn nấu cho em những món ăn ngon và kể cho em nghe những câu chuyện cổ tích hấp dẫn, thú vị. Bà không chỉ thay bố mẹ yêu thương, chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ của em mà bà còn dạy em học. Bà là giáo viên về hưu nên mỗi bài dạy của bà đều rất dễ hiểu. Những lúc rảnh rỗi, đôi bàn tay khô gầy và nhăn nheo của bà tỉ mẩn khâu từng chiếc áo cho em. Với em, đó là những ngày tháng đẹp và ấm áp nhất. Em rất yêu mến và kính trọng bà. Để đáp lại tình cảm của bà, mỗi ngày em đều giúp bà nhặt rau, quét nhà, chải tóc cho bà. Em mong bà có thật nhiều sức khỏe để sống khỏe mạnh trăm tuổi. Và đoạn văn cuối cùng. Em có một người chị gái tên là Thu Loan. Chị có mái tóc dài, đen, mượt óng ả và làn da trắng hồng. Sinh như búp bê, chị không chỉ là một học sinh xuất sắc, được thầy cô, bạn bè quý mến, mà chị còn là một người chị tốt bụng nhất trên đời này. Đi đâu có gì ăn ngon, chị cũng biết để dành phần mang về cho em gái. Hàng ngày, sau khi làm xong bài tập, chị giảng cho em những bài em chưa hiểu, lúc nào chị cũng nhường nhịn, yêu thương và chăm sóc cho em. Em yêu chị nhiều lắm và cảm thấy thật may mắn, tự hào khi có một người chị xinh đẹp, giỏi giang như vậy. Các luận văn về tình cảm của em đối với người thân, bạn bè, trong đó có sử dụng các động từ thể hiện tình cảm, cảm xúc. Đến đây là hết rồi. Cô chào các con!